Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 3. Naomi, bà Gia-ru-tơ nói cùng nàng rằng: Hỡi con gái ta, mẹ phải lo cho con một chỗ an thân, làm cho con được phước hạnh. Vả, con đã theo các tớ gái của Bô-ô, mà người ấy vốn là bà con của chúng ta. Chính đêm nay, người phải đi sải lúa mạch nơi sân đạp lúa người. Hãy tắm rửa, sức dầu và mặc quần áo, rồi đi xuống sân đạp lúa. Nhưng trước khi người chưa ăn uống xong, con chớ làm cho người nhận biết mình. Khi người nằm ngủ, hãy để ý xem người nằm nơi nào, rồi đi dở mền dưới chân người và nằm xuống. Chính người sẽ nói điều gì con phải làm. Nàng thưa rằng: Mọi điều mẹ đã nói với con sẽ làm. Nàng bèn đi xuống sân đạp lúa và làm theo mọi điều mẹ chồng mình đã dặn. Khi Bô-ô đã ăn uống xong, lòng đang mừng rỡ, đi nằm ở bên một đống lúa mạch kia. Nàng bèn đi đến nhẹ nhẹ, dở mền dưới chân người rồi nằm xuống. Nửa đêm, Bô-ô sợ hãi, nghiêng mình qua. Kìa, thấy có một người nữ nằm tại dưới chân mình. Bô-ô hỏi: Ngươi là ai? Nàng đáp: Tôi là Ru-tơ, kẻ tớ gái ông. Xin đắp mền ông trên kẻ tớ gái ông, vì ông có quyền chuộc sản nghiệp tôi. Người nói: Hỡi con gái ta, nguyện Đức Giê-hô-va ban phước cho con. Việc nhân từ con làm lần sau này lại còn trọng hơn lần trước, vì con chẳng có theo những gã trai trẻ, vô luận nghèo hay giàu. Vậy bây giờ hỡi con gái ta, chớ sợ chi, ta sẽ làm cho nàng mọi điều nàng sẽ nói, vì cả dân sự trong thành ta đều biết rằng nàng là một người đàn bà hiền đức. Bây giờ điều đó quả thật, ta có quyền chuộc sản nghiệp nàng lại. Song có một người khác lại là bà con gần hơn ta. Hãy ở đêm lại đây. Đến sáng, nếu người kia muốn chuộc sản nghiệp nàng lại, thì người buộc phải làm. Còn nếu như người không đẹp lòng chuộc sản nghiệp nàng lại, thì ta chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống thề rằng chắc sẽ chuộc sản nghiệp nàng lại. Hãy ở lại ngủ đây cho đến sáng. Vậy nàng ở ngủ nơi chân người cho đến sáng, rồi dậy sớm trước khi hai người có thể nhìn biết nhau, vì Bô-ô nói rằng chớ cho người ta biết rằng có một người nữ vào sân đạp lúa. Người lại nói: Hãy giơ ra áo tơi của nàng mặc, rồi nắm nó cho chắc. Nàng bèn giơ ra. Người truốt cho 6 đấu lúa mạch, biểu nàng đem đi. Đoạn người trở vào thành. Ru-tơ trở về nhà bà gia mình. Người hỏi: Có phải con gái ta chăng? Ru-tơ thuật cho người mọi điều Bô-ô đã làm cho mình, rồi tiếp rằng: Người có cho tôi 6 đấu lúa mạch này mà rằng nàng chớ trở về cùng bà gia hai tay không. Naomi nói rằng: Hỡi con gái ta, hãy ở đây để đợi xem cho biết công việc xoay thế nào, vì nếu ngày nay việc này chưa rồi thì người ấy chẳng nghĩ đâu. Chương 4. Bô-ô đi đến cửa thành và ngồi đó. Bây giờ, người có quyền chuộc sản nghiệp mà Bô-ô đã nói đến vừa đi qua. Bô-ô bèn nói rằng: Hỡi anh, hãy lại gần và ngồi đây. Người ấy bèn lại gần và ngồi. Bô-ô bèn chọn 10 người trong các trưởng lão của thành mà rằng: Các ông hãy ngồi đây. Các trưởng lão bèn ngồi. Đoạn, Bô-ô nói cùng người có quyền chuộc sản nghiệp rằng: Naomi ở Moab trở về, rao bán miếng đất của Elimelech anh chúng ta. Tôi muốn báo cáo cho anh hay và nói rằng, tại trước mặt những người ngồi đây và trước mặt các trưởng lão của dân sự tôi, xin hãy mua sản nghiệp đó đi. Nếu anh muốn chuộc sản nghiệp đó lại, thì hãy làm đi. Bằng không thì hãy tỏ ra cho tôi biết. Vì trước anh, chẳng ai có quyền chuộc lại, và sau anh, quyền này trở về tôi.
Người đáp, tôi sẽ chuộc. Bô-ô lại nói, khi mua ruộng bởi tay Naomi, anh cũng phải mua luôn bởi Ru-tơ người Mô-áp, vợ của kẻ chết, để nối danh của kẻ chết cho sản nghiệp người. Người có quyền chuộc lại đáp rằng, nếu vậy, tôi không chuộc lại được, e phải hủy hoại sản nghiệp của mình. Xin hãy lấy về cho anh quyền chuộc lại của tôi, vì tôi không thể chuộc được. Vả, xưa trong Israel, khi chuộc lại hay là đổi nhau, muốn làm cho chắc lời giao kết, thì người này phải cổi dài mình mà trao cho người kia. Nơi Israel, ấy là cách ưng chịu một tờ giao ước. Vậy, người có quyền chuộc lại nói cùng Bô-ô rằng, anh hãy chuộc sản nghiệp đó, rồi người cổi dài mình ra. Bây giờ Bô-ô nói cùng các trưởng lão và cả dân sự rằng, ngày nay, các ông chứng kiến rằng tôi mua nơi tay Naomi mọi tài sản thuộc về Elimelech, về Kilion và về Mạc-lôn, và cũng lấy Ru-tơ người Mô-áp vợ của Mạc-lôn làm vợ tôi, đặng nối danh kẻ chết cho sản nghiệp người, hầu cho danh kẻ chết không mất khỏi giữa anh em mình và khỏi dân sự của thành người. Ngày nay, các ông làm chứng về điều đó. Cả dân sự hiện ở nơi cửa và các trưởng lão đều đáp rằng, chúng tôi làm chứng điều đó. Nguyện Đức Giê-hô-va làm cho người nữ vào nhà ngươi giống như Ra-chin và Lê-a là hai người đã dựng nên nhà Israel. Hãy trở nên cường thạnh nơi Ephrata và làm cho nổi danh ngươi trong Bethlehem. Nguyện con cháu ngươi mà Đức Giê-hô-va sẽ ban cho ngươi bởi người gái trẻ này làm cho nhà ngươi giống như nhà của Pha-rết mà Tha-ma đã sinh cho Giu-đa. Như vậy, Bô-ô lấy Ru-tơ làm vợ, người đi lại cùng nàng. Đức Giê-hô-va làm cho nàng được thọ thai và sinh một con trai. Các người đàn bà nói cùng Naomi rằng, đáng ngợi khen Đức Giê-hô-va chẳng từ chối cho bà một người có quyền chuộc lại. Nguyện danh của người trở nên sang trọng nơi Israel. Nó sẽ an ủi lòng bà, dưỡng già bà, vì ấy là dâu bà, vẫn thương bà, đã sinh nó cho bà. Nàng quý cho bà hơn 7 con trai. Naomi bồng đứa trẻ để vào lòng mình và nuôi nó. Những người nữ lân cận đặt tên cho nó là Obed mà rằng, một đứa trai đã sinh cho Naomi. Obed là cha của Isai, ông của David. Này là dòng dõi của Pha-rết. Pha-rết sinh Hết-rôn. Hết-rôn sinh Ram. Ram sinh Aminadab. Aminadab sinh Nahashon. Nahashon sinh Sanmôn. Sanmôn sinh Bô-ô. Bô-ô sinh Obed. Obed sinh Isai. Và Isai sinh David. Thi Thiên 88. Hỡi Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời về sự cứu rỗi tôi. Ngày và đêm tôi kêu cầu trước mặt Chúa. Nguyện lời cầu nguyện tôi thấu đến trước mặt Chúa. Xin hãy nghiêng tai qua nghe tiếng kêu cầu của tôi, vì linh hồn tôi đầy dẫy sự hoạn nạn, mạng sống tôi hầu gần âm phủ. Tôi bị kể vào số những kẻ đi xuống huyệt. Tôi khác nào một người chẳng có ai giúp đỡ, bị bỏ giữa kẻ chết, giống như những kẻ bị giết nằm trong mồ mả mà Chúa không còn nhớ đến, là kẻ bị trút khỏi tay Chúa. Chúa đã để tôi nằm nơi hầm cực sâu, tại chốn tối tăm trong vực thẳm. Cơn giận Chúa đè nặng trên tôi. Chúa dùng các lượng sóng Chúa làm tôi cực nhọc. Chúa khiến những kẻ quen biết tôi lìa xa tôi, làm tôi thành một vật gớm ghiếc cho họ. Tôi bị cấm cố không ra được. Mắt tôi hao mòn vì hoạn nạn. Đức Giê-hô-va ơi, hằng ngày tôi cầu khẩn Ngài và giơ tay lên hướng cùng Ngài. Chúa há vì kẻ chết mà sẽ làm phép lạ sao? Những kẻ qua đời há sẽ trỗi dậy đặng ngợi khen Chúa ư? Sự nhân từ Chúa há sẽ được truyền ra trong mồ mả sao? Hoặc sự thành tín Chúa được giảng trong vực sâu ư? Các phép lạ Chúa há sẽ được biết trong nơi tối tăm sao? Và sự công bình Chúa há sẽ được rõ trong xứ bị bỏ quên ư? Còn tôi, Đức Giê-hô-va ơi, tôi kêu cầu cùng Ngài. Vừa sáng, lời cầu nguyện tôi sẽ thấu đến trước mặt Ngài.
Đức Giê-hô-va ơi, vì sao Ngài từ bỏ linh hồn tôi và giấu mặt Ngài cùng tôi? Tôi bị hoạn nạn hòng chết từ buổi thơ ấu. Tôi mang sự kinh khiếp Chúa và bị hoảng hồn. Sự giận dữ Chúa trôi trát tôi, sự hãi hùng Chúa đã trừ diệt tôi. Hằng ngày, các điều ấy vây quanh tôi như nước, cùng nhau bao phủ tôi. Chúa khiến các bầu bạn lìa xa tôi, cũng đã làm kẻ quen biết tôi ẩn nơi tối tăm. Chương 29. Năm thứ 10, tháng 10, ngày 12, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vậy: Hỡi con người, hãy xây mặt nghịch cùng Pha-ra-ôn vua Ê-díp-tô, mà nói tiên tri nghịch cùng người và cùng cả Ê-díp-tô nữa. Hãy nói mà rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Hỡi Pha-ra-ôn vua Ê-díp-tô, này, ta nghịch cùng ngươi. Ngươi là con vật quái gở nằm giữa các sông mình, mà rằng: Sông của ta thuộc về ta, ấy là ta đã làm nên cho ta. Ừ, ta sẽ đặt những mắt trong hai hàm ngươi và khiến những cá trong các sông ngươi đều dính nơi vải ngươi. Ta sẽ kéo ngươi lên khỏi giữa các sông ngươi. Ngươi và những cá trong các sông ngươi đã dính nơi vải ngươi nữa. Ta sẽ quăng ngươi vào đồng vắng, ngươi và những cá của các sông ngươi. Ngươi sẽ ngã xuống trên mặt đồng ruộng, sẽ chẳng được lượm lại, cũng chẳng được thâu lại. Ta đã phó ngươi làm đồ ăn cho loài thú dưới đất và loài chim trên trời. Bây giờ, hết thảy dân cư Ê-díp-tô sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va, vì chúng nó đã nên cây gậy bằng sậy cho nhà Israel. Khi chúng nó cầm lấy ngươi bởi tay, thì ngươi tự gãi và làm xây xác chúng nó cả vai. Khi chúng nó nương dựa trên ngươi, thì ngươi tự dập ra và làm cho lưng chúng nó siêu tó. Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta sẽ đem gươm đến trên ngươi và sẽ dứt khỏi ngươi cả người và loài thú. Đất Ê-díp-tô sẽ trở nên nơi hoang vu vắng vẻ, và chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Vì Pha-ra-ôn có nói rằng: Sông thuộc về ta, ấy là ta đã làm nên. Cho nên, này, ta nghịch cùng ngươi và các sông ngươi, và sẽ khiến đất Ê-díp-tô thành ra đồng vắng hoang vu, từ tháp Si-e-nê cho đến bờ cõi Ê-thi-ô-bi. Chẳng có bàn chân người sẽ đi qua nó, cũng chẳng có bàn chân thú vật đi qua nó, cũng chẳng có dân cư ở đó nữa trong 40 năm. Ta sẽ khiến Ê-díp-tô làm một đất hoang vu ở giữa các nước nào hoang vu, và các thành nó ở giữa các thành tàn phá sẽ hoang vu trong 40 năm. Ta sẽ làm tan tác dân Ê-díp-tô trong các dân và rải chúng nó ra trong các nước. Vì Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Mãn 40 năm, ta sẽ nhóm dân Ê-díp-tô lại từ giữa các dân mà trong đó chúng nó đã bị tan tác. Ta sẽ làm cho những phu tù Ê-díp-tô trở về và đem chúng nó về trong đất Pha-trốt là đất quê quán của chúng nó. Nhưng chúng nó chỉ lập nên một nước yếu hèn. Nước Ê-díp-tô sẽ là một nước yếu hèn hơn hết các nước và sẽ không dấy lên trên các nước nữa. Ta sẽ khiến chúng nó kém đi hầu cho chúng nó không cai trị các nước nữa. Nước ấy sẽ không còn làm sự nhờ cậy cho nhà Israel. Khi nhà Israel trông xem chúng nó thì sẽ nhắc lại sự gian ác, và chúng nó sẽ biết rằng ta là Chúa Giê-hô-va. Năm thứ 27, ngày mùng 1 tháng Giêng, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hỡi con người, Nebuchadnezzar, vua Babylon, đã gán cho đạo binh mình những việc rất nặng nhọc nghịch cùng Tyre. Mọi đầu đều đã trở nên trọc, mọi vai đều đã bị mòn, mà vua ấy chưa được tiền công nào của thành Tyre, hoặc cho mình, hoặc cho đạo binh mình, để bù lại công khó mình đã đánh thành ấy. Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta sẽ phó đất Ê-díp-tô cho Nebuchadnezzar vua Babylon. Người sẽ bắt lấy dân chúng, cất lấy của cướp và mồi nó. Đó sẽ là tiền công của đạo binh người.
ta đã phó đất Ai Cập cho người để thưởng sự khó nhọc người đã chịu, vì chúng nó đã làm việc cho ta. Chúa Giê-hô-va phán vậy. Trong ngày đó, ta sẽ khiến nhà Israel nứt ra một cái sừng, và ta sẽ cho ngươi mở miệng giữa chúng nó, và chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Chương 30. Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hỡi con người, hãy nói tiên tri và rằng: Chúa Giê-hô-va phán như vậy. Hãy khóc than: Ngày khốn nạn dường nào! Thật vậy, ngày ấy gần rồi. Phải là ngày của Đức Giê-hô-va, ngày có mây, kỳ của các dân tộc. Gươm sẽ đánh trên Ai Cập, sự buồn rầu ở trong Ethiopia, khi những kẻ bị giết sẽ ngã xuống trong Ai Cập. Chúng nó sẽ cất lấy đoàn dân nó và những nền nó bị đổ. Ethiopia, Phút, Lút, mọi người lộn giống, Cúp và con cái của đất đồng minh sẽ cùng chúng nó ngã xuống bởi gươm. Đức Giê-hô-va phán như vậy: Những cái nâng đỡ Ai Cập sẽ ngã, sức mạnh kiêu ngạo của nó sẽ hạ xuống. Chúng nó sẽ ngã trong nó bởi gươm. Từ tháp Si-ene, Chúa Giê-hô-va phán vậy. Chúng nó sẽ hoang vu ở giữa các nước hoang vu, và các thành của nó sẽ ở giữa các thành tàn phá. Thật, chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va khi ta đã đặt lửa trong Ai Cập, và khi mọi kẻ giúp nó bị tan nát. Trong ngày đó, sẽ có sứ giả từ trước mặt ta đi trong tàu, đặng làm cho người Ethiopia đang ở yên phải sợ hãi. Dân sự nó sẽ buồn rầu như trong ngày của Ai Cập, vì này, nó đến gần rồi. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Ta sẽ cậy tay Nebuchadnezzar, vua Babylon, để diệt đoàn dân của Ai Cập. Vua ấy cùng dân mình, là dân đáng sợ trong các dân, sẽ được đem đến đặng phá hại đất. Chúng nó sẽ rút gươm nghịch cùng Ai Cập và làm cho đất đầy những thây bị giết. Ta sẽ làm cho các sông khô đi và bán đất ấy trong tay những kẻ giữ. Ta sẽ cậy tay dân ngoại làm hoang vu đất ấy với mọi sự trong nó. Ta là Đức Giê-hô-va phán như vậy. Đức Giê-hô-va lại phán rằng: Ta sẽ hủy diệt các thần tượng và dứt các hình tượng khỏi thành Nốt. Trong đất Ai Cập sẽ không có vua nữa, và ta sẽ rải sự kinh khiếp trong đất Ai Cập. Ta sẽ làm cho Phatrốt nên hoang vu, đặt lửa tại Soan và làm ra sự đoán phạt trên Nô. Ta sẽ đổ cơn giận ta trên Sin là thành vững bền của Ai Cập, và sẽ diệt dân chúng của Nô. Ta sẽ đặt lửa tại Ai Cập, Sin sẽ bị đau đớn cả thể, Nô sẽ bị phá tan, và đang giữa ban ngày, Nốt sẽ bị giặc hại. Những người trai trẻ của Aven và Phi-bê-sết sẽ ngã bởi gươm, và dân các thành ấy sẽ đi làm phu tù. Tại Tác-pha-nết, ban ngày sẽ tối tăm, khi ta sẽ gãy các ách của Ai Cập ở đó, và sức mạnh kiêu ngạo của nó sẽ hết. Về nó, sẽ có đám mây che lấp đất ấy, những con gái nó sẽ đi làm phu tù. Ta sẽ làm sự đoán phạt ta trên Ai Cập, và chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Năm thứ 11, ngày mùng 7 tháng Giêng, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Hỡi con người, ta đã bẻ cánh tay của Pharaon vua Ai Cập. Này, không ai rịt thuốc để chữa lành, không ai quấn chỗ thương để hàn miệng và để lấy sức lại, hầu cho nó có thể cầm gươm. Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Này, ta nghịch cùng Pharaon vua Ai Cập và sẽ bẻ hai cánh tay nó, cánh đang mạnh luôn với cánh đã gãy, và làm cho gươm rớt xuống khỏi tay nó. Ta sẽ làm cho tan tác dân Ai Cập trong các dân, và rải hết thảy chúng nó ra trong các nước.
ta sẽ làm cho cánh tay vua Babylon thêm mạnh để gươm ta trong tay người. Nhưng ta sẽ bẻ gãy cánh tay của Pharaon. Vua này rên la trước mặt vua kia như một người bị thương hầu chết rên la vậy. Ta sẽ nâng đỡ hai cánh tay của vua Babylon và hai cánh tay của Pharaon sẽ sa xuống. Chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va khi ta sẽ trao gươm ta trong tay vua Babylon, và người sẽ giơ gươm ấy ra nghịch cùng đất Ê-díp-tô. Ta sẽ làm tan tác dân Ê-díp-tô trong các dân, rải chúng nó ra trong các nước, và chúng nó sẽ biết ta là Đức Giê-hô-va. Chương 31. Năm thứ 11, ngày mùng 1 tháng 3, có lời Đức Giê-hô-va phán cùng ta như vậy: Hỡi con người, hãy nói cùng Pharaon vua Ê-díp-tô và cùng cả đoàn dân người rằng: Sự tôn đại của ngươi so sánh cùng ai? Hãy xem Assyri, ngày trước nó giống như cây hương bách của Liban, nhánh đẹp đẽ, bóng diềm già, cây cao và ngọn nó lên đến mây. Các dòng nước nuôi nó, có vực sâu chảy nước chung quanh chỗ nó trồng mà làm cho nó lớn lên và tưới các suối mình cho mọi cây cối ở trong đồng. Vậy nên, cây hương bách ấy cao hơn hết thảy các cây trong đồng. Nhánh nó lớn lên và tược nó nứt thêm ra là nhờ có nhiều nước làm cho nó nảy nở. Mọi giống chim trời làm ổ trong những nhánh nó, mọi giống thú đồng đẻ con dưới những tược nó, và hết thảy các dân tộc lớn đều ở dưới bóng nó. Nó là sinh tốt bởi thân nó cao, bởi tược nó dài, vì rễ nó đâm trong chỗ nhiều nước. Chẳng có cây hương bách nào trong vườn Đức Chúa Trời che khuất nó được. Cây tùng không bằng cái nhánh nó, cây bàng không bằng cái tược nó. Chẳng có cây nào của vườn Đức Chúa Trời sinh tốt bằng nó cả. Ta đã làm cho nó sinh tốt bởi muôn vàng nhánh nó, và hết thảy những cây của Eden là những cây trong vườn Đức Chúa Trời đều ganh gỗ nó. Vậy nên Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Vì ngươi cao lớn và nó đã vượt ngọn nó đến tận mây, và lòng nó đã kiêu ngạo vì mình cao lớn, nên ta sẽ phó nó trong tay một đấng mạnh của các nước, người chắc sẽ xử với nó. Ta đã đuổi nó ra vì những tội ác nó. Một dân hung bạo trong hết thảy các dân ngoại đã chặt nó và bỏ lại. Những nhánh nó rớt xuống trên các núi và trong mọi nơi trũng. Những tược nó bị gãy nơi bờ khe, và mọi dân trên đất tránh xa bóng nó và lìa bỏ nó. Mọi loài chim trời sẽ đậu trên sự đổ nát của nó, và mọi loài thú đồng sẽ đến nghỉ trên những tược nó. Hầu cho chẳng có cây nào trồng gần nước dám kiêu ngạo về sự cao mình, hay là vượt ngọn lên đến tận mây, và cho không có những cây nào được các dòng nước tưới rộng cho mà khoe mình cao lớn, vì chúng nó hết thảy bị phó cho sự chết, cho vực sâu của đất, ở giữa con cái loài người, với những kẻ xuống trong hầm hố. Chúa Giê-hô-va phán như vậy: Ngày mà nó xuống nơi âm phủ, ta đã khiến kẻ thương khóc vì cớ nó. Ta lấp vực sâu, ngăn cấm các sông chảy mạnh và những dòng nước lớn bị tắc lại. Ta khiến Liban buồn rầu vì cớ nó, và mọi cây ngoài đồng vì nó bị suy tàn. Ta làm cho các dân tộc nghe tiếng nó đổ xuống mà rúng động. Khi ta quăng nó xuống đến âm phủ với hết thảy những kẻ xuống trong hầm hố. Bây giờ, mọi cây của Eden, những cây rất xinh, những cây rất tốt của Liban, hết thảy những cây ngày trước được nhiều nước tưới, đều được yên ủi trong nơi vực sâu của đất. Chúng nó cũng đã xuống với nó trong nơi âm phủ, kề những kẻ đã bị gươm giết, những kẻ ngày trước vốn là cánh tay của nó và ở dưới bóng nó giữa các dân. Trong những cây của vườn Eden, thì ngươi là giống ai về sự vinh hiển tôn trọng? Ngươi cũng sẽ bị xô xuống cùng với các cây của Eden trong nơi vực sâu của đất. Ngươi sẽ nằm chính giữa những kẻ không chịu cắt bì với những kẻ đã bị gươm giết. Pharaon và hết thảy dân chúng người sẽ như vậy. Chúa Giê-hô-va phán.
Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa. Con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.